Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Và ngay bây giờ sẽ là những bản tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron. Mở đầu phần tin tổng hợp cho biết rằng đột nhập chuồng tê giác để tắm. Theo tờ Daily Life đưa tin rằng một người đàn ông đã bị bắt ngay tại vườn thú Auckland sau khi đã đột nhập vào khu vực nuôi tê giác và nhảy xuống hồ nước để tắm. Thưa quý vị, cảnh sát New Zealand trong ngày 19 tháng 4 đã bắt người đàn ông sau khi người này đã bị nhân viên vườn thú Auckland khống chế tại khu vực nuôi nhốt tê giác và linh dương. Trước đó, nhiều khách tham quan tại vườn thú này đã vô cùng sững sờ khi phát hiện anh ta nhảy qua hàng rào, đột nhập vào khu vực nơi nuôi nhốt tê giác, loài động vật có thể rất nguy hiểm khi bị kích động. Đoạn video do khách tham quan quay cho thấy người đàn ông đứng dưới hồ nước sâu tới thắt lưng bên trong chuồng tê giác, thản nhiên dầm mình trong nước và rửa mặt. Phát ngôn viên sở thú cho hay những con tê giác bị kẻ đột nhập làm giật mình. Một nhân chứng cho hay, khi nhìn thấy người đàn ông nhảy vào chuồng tê giác, cô tưởng anh ta là nhân viên của vườn thú. Cô nói rằng, tôi nhìn thấy anh ta đi về phía cuối chuồng, nơi chúng tôi đang đứng, còn lũ tê giác thì đang chạy khá nhanh. Tôi nghĩ mọi người đều cho rằng chúng đang chơi đùa và đó là lý do chúng tôi nhìn theo cho tới khi người đàn ông bước vào. Mọi người bàn tán và cho rằng anh ta có thể là nhân viên sở thú cho tới khi anh ta xuống nước và bơi lội. Sau đó đám đông đứng xem tới khi nhân viên tới yêu cầu anh ta ra ngoài. Người đàn ông đã bị nhân viên vườn thú áp tải và bàn giao cho cảnh sát. Giám đốc vườn thú cho hay rằng cảm thấy nhẹ nhõm vì không ai bị thương trong sự việc này. Giới chức Auckland chưa công bố danh tính người đàn ông này và lý do anh ta tại sao lại đột nhập vào chuồng tê giác để tắm. Tiếp theo bản tin có liên quan tới công nghệ cho biết rằng tảng băng khổng lồ mắc kẹt 10 năm bắt đầu dịch chuyển. Theo thông tin đến từ tờ Life Science trong ngày 18 tháng 4, ảnh vệ tinh mới của cơ quan NASA cho thấy tảng băng B-22A rộng khoảng 3.000 km2, gấp đôi diện tích của thành phố Houston đã bắt đầu thoát khỏi châu Nam Cực. Theo đó, B-22A là mảnh lớn nhất còn lại của tảng băng B-22, một khối băng khổng lồ có kích thước bằng đảo Rhodes, tách khỏi con sông băng The Waste, còn gọi là sông băng ngày tận thế từ tháng 3 của năm 2022. Thời gian này thì B-22A vẫn giữ được lượng lớn băng ban đầu và chiếm diện tích khoảng 3.000 km2, gấp khoảng 2 lần diện tích của thành phố Houston của tiểu bang Texas. Sau khi nó tách khỏi sông băng thì B-22A trôi nổi tự do ngoài khơi bờ biển châu Nam Cực, cho đến khi nó mắc vào một phần nhô cao của đáy biển vào năm 2012. Tảng băng trôi cách vị trí tách ra ban đầu chỉ khoảng 53 km, nghĩa là nó di chuyển trung bình 2,6 km mỗi năm. Theo cơ quan NASA, đây là một trong những mức di chuyển trung bình chậm nhất của mọi tảng băng trôi từng được ghi nhận. Tuy nhiên, B-22A giờ đã được giải thoát rồi. Hình ảnh từ các vệ tinh của cơ quan NASA hé lộ, tảng băng bắt đầu di chuyển lại vào ngày 24 tháng 10 của năm 2022. Và tính đến ngày 26 tháng 3 của năm nay, thì nó đã trôi khoảng 175 km về phía Tây Bắc, nghĩa là chỉ trong 6 tháng này, nó đã đi xa hơn gấp 3 lần so với thời gian trước. Các nhà khoa học đặc biệt lo ngại về việc tảng băng này rơi xa châu Nam Cực, bởi vì điều này có khả năng ảnh hưởng tới sự ổn định của sông băng The Waste. Theo đài quan sát trái đất, các tảng băng trôi bất động có thể làm mát vùng nước xung quanh và giúp ổn định sông băng, cũng như các khối băng khác, nhưng có thể gây hại cho hệ sinh thái biển nếu chúng mắc kẹt ở xa hơn. Dù tan chảy chậm hơn so với dự đoán ban đầu, thế nhưng sông băng The Waste vẫn ở trong tình trạng bấp bênh và một nghiên cứu mới cho thấy tốc độ tan chảy có thể tăng nhanh trong tương lai. Do đó, các chuyên gia cần theo dõi mọi thay đổi xảy ra khi tảng băng trôi dịch chuyển. Sang qua bản tin của chúng tôi cho biết rằng Na Uy mở một đường hầm dài nhất thế giới cho xe đạp. Thưa quý vị, con đường hầm này dài 3 km, dành cho người đạp xe và đi bộ chạy xuyên qua chân núi tại thành phố Bergen, mở cửa vào ngày 15 tháng 4. Theo thông tấn xã CNN đưa tin, đường hầm này đã hoàn thành sau 4 năm xây dựng, bắt đầu vào tháng 2 của năm 2019. Siêu dự án này có chi phí gần 29 triệu Mỹ Kim.
Theo lời của phát ngôn viên công ty đường sắt Bimenden, đường hầm này vô cùng hiện đại. Người dân chỉ mất chưa đến 10 phút để đạp xe chạy qua đường hầm hoặc 40 phút nếu đi bộ. Để phá vỡ thiết kế đường hầm kín bưng như truyền thống, nhà xây dựng sử dụng nhiều loại đèn và màu sắc khác nhau giúp người dân tận hưởng chuyến đi và có cảm quan về phương hướng. Ở trung tâm đường hầm thì lắp một đồng hồ mặt trời thông báo thời gian trong ngày. Đường hầm này có thiết kế thẳng hoàn hảo, trừ một số chỗ chỉ cong nhẹ ở lối vào và ra. Trong đường hầm thì chia thành hai làn, một làn đạp xe rộng 3,5m và một làn đi bộ 2,5m. Đại diện phía công ty xây dựng cho biết rằng nền của đường hầm này phủ cao su màu xanh, tương tự như là đường chạy của vận động viên, giúp cho người đi bộ dễ chịu hơn so với khi họ đi trên đường nhựa. Đường hầm này là dự án đi kèm đường tàu điện thứ hai ở Virgin, mở cửa vào tháng 11 của năm 2022. Đường tàu điện cũng chạy qua núi và đòi hỏi một đường hầm di tản chạy song song. Vì vậy, các nhà phát triển quyết định xây đường hầm đa năng. Bergen là một thành phố lớn thứ hai tại Na Uy và thành phố cảng nối liền với thủ đô Oslo thông qua một con đường tàu dài 496 cây số. Châu Âu hiện nay có 6 thành phố lớn lọt vào danh sách 10 thành phố thân thiện với xe đạp nhất. Copenhagen có 385 km đường cho xe đạp sau khi giới thiệu làn đường đầu tiên vào năm 1892. Còn thành phố Strasbourg ở Pháp thì có khoảng 6.000 xe đạp ở các trạm từ phục vụ 24/7 để du khách có thể sử dụng. Sang qua làng giải trí, thưa quý vị, gia đình diễn viên xiếc tử vong chấp nhận bồi thường. Theo thông tin đến từ người nhà của nghệ sĩ xiếc họ Tôn, người này tử vong trong ngày 15 tháng 4 vì rơi xuống sân khấu, chấp nhận mức bồi thường từ công ty tổ chức sự kiện. Theo tờ People Daily trong ngày 18 tháng 4 đưa tin, công ty Á Tây và người thân của nghệ sĩ đạt được các thủ tục về thỏa thuận trách nhiệm sau khi nạn nhân qua đời. Ngoài việc đền bù cho gia đình nạn nhân thì công ty này sẽ phải bị phạt vì chưa hoàn tất thủ tục xin cấp phép biểu diễn xiếc ở chương trình nghệ thuật. Ngoài ra công ty này còn vi phạm quy định về biện pháp bảo hộ phòng tránh tai nạn sân khấu. Theo đó, việc sử dụng cần cẩu nhấc người lên cao trong đêm diễn cũng là trái quy định. Theo điều tra, công ty Á Tây là một công ty chuyên về biểu diễn nghệ thuật kết hợp với đối tác để tổ chức hai chương trình vào ngày 15 và 16 tháng 4. Công ty này đã mời vợ chồng Tôn, Trương biểu diễn xiếc trên không, thế là đôi vợ chồng đồng ý, hai bên không ký văn bản hợp đồng. Vào khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 4, khi biểu diễn cùng chồng, cô Tôn đã không may rơi xuống sân khấu, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, thế nhưng đã qua đời vào 23 giờ cùng ngày. Thi thể của nghệ sĩ đã được đưa về quê nhà ở tỉnh Hà Nam. Một đồng nghiệp của đôi vợ chồng cho biết rằng họ hợp tác biểu diễn khoảng 7 năm và chưa từng xảy ra sơ suất nào. Vợ chồng có hai con và gia đình êm ấm. Người chồng cho biết không muốn tiếp tục diễn xiếc ở trên không. Còn theo lời của một người giáo viên chuyên về diễn xiếc ở một trường chuyên nghiệp ở tỉnh Hà Nam nói rằng, bình thường cần cẩu nâng lên độ cao từ 3-5m. Như vậy, nếu có bị rơi, diễn viên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, ở đêm diễn tại ngày 15 tháng 4, cặp vợ chồng này được nâng quá cao, một số nguồn tin nói rằng có thể khoảng gần 10m. Ngoài ra, gần đây thời tiết địa phương nóng khiến cho người dễ đổ mồ hôi và điều này cũng là một khả năng gây ra sự việc đáng tiếc nói trên. Và để khép lại chương trình tin tức của chúng tôi trong ngày hôm nay, bây qua gửi đến quý vị thông tin cho biết rằng Jessica Simpson được khen là lão hóa ngược. Thưa quý vị, ca sĩ Jessica Simpson được người hâm mộ khen là ngày càng trẻ ở tuổi tứ tuần. Truyền thông đưa tin rằng nghệ sĩ gây chú ý khi đăng loạt ảnh chân dung trên trang cá nhân trong ngày 18 tháng 4. Nhiều người hâm mộ khen cô ngày càng trẻ trung như là trở lại tuổi đôi mươi. Một khán giả bình luận, trông Jessica của tôi như những năm 2000, tôi thật sự rất vui mừng. Những năm gần đây thì nữ ca sĩ có thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Năm 2019 sau khi sinh con thứ ba, nữ ca sĩ có lúc cân nặng tới 108kg. Tuy nhiên, 6 tháng sau, cô thông báo đã giảm được tới 45kg. Nữ ca sĩ viết trong buổi sinh nhật tuổi 42 rằng, tôi rất tự hào về niềm tin, sự bền bỉ và sức mạnh của mình suốt 4 thập niên vừa qua. Những điều từng và chưa xảy ra khiến cuộc sống thật thú vị.
tôi biết bản thân cần điều gì để giữ vững sự kiên định. Thay vì tập với cường độ cao, Jessica nói rằng cô theo chương trình rèn luyện tổng thể về lối sống. Cô đi 6.000 bước mỗi ngày trong vài tuần sau khi sinh, rồi sau đó nâng dần lên 12.000 bước. Chồng của cô, Eric Johnson, cùng với hai con đi cùng với Jessica. Và cô cũng dành mỗi ngày là 1 giờ đồng hồ, không dùng bất cứ loại hình công nghệ nào. Thực đơn của cô gồm 5 bữa theo sách Body Reset Diet, chủ yếu gồm các chất đạm, xơ và chất béo. Ở tuổi 42 thì Jessica cho biết rằng cô tập trung dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Cô chia sẻ rằng, tôi hiểu rõ cô gái bên trong mình, tôi rất yêu cô ấy và tôi cảm thấy tự hào khi trở thành bạn thân của chính mình. Tôi nghĩ yêu bản thân là một điều rất khó. Bạn không thể yêu ai khác sâu đậm cho đến khi bạn phải biết tự thương lấy chính mình. Từ đó tình yêu sẽ được lan tỏa dần cho những người xung quanh. Jessica là nữ ca sĩ sinh năm 1980, là một trong những ca sĩ nổi tiếng bậc nhất thập niên 2000. Đầu năm 2004, cô đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí Maxim bình chọn. Jessica và ngôi sao bóng bầu dục Eric Johnson đính hôn vào tháng 11 của năm 2010 sau 9 tháng hẹn hò. Và sau khi kết hôn, nữ ca sĩ chuyển hướng sang kinh doanh thay vì tiếp tục theo đuổi sự nghiệp giải trí để dành thời gian cho gia đình.